Xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn tới với kênh của mình. Hôm nay mình có một số ít cây nhỏ chia sẻ cho với các bạn có nhu cầu nào cần. Thì mình sẽ gửi cái cây này vào một cái địa điểm ở phần miêu tả. Các bạn nào có nhu cầu tới lấy thì lấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây cau trắng, cau kiển đó ha, cau trái đỏ rồi đó. 1, 2, 3, 4, 4 cây mộc tử, 5 cây nghệ. Cây nghệ là cây này nè, nghệ vàng đó. Và 1 cây trầu, trầu ong. Các bạn nào có nhu cầu sử dụng, cần trồng thì ta lấy ha. Quay video clip này chia sẻ để cho các bạn dễ thấy, dễ hình dung hơn như thế này. Rồi. Cây cau trắng này là cây cau kiển thì chúng ta có thể trồng chậu hoặc trồng ngoài đất đều được nha. Trồng chậu thì cái cây có thể cao từ 2m tới 3m. Chậu có thể trồng chậu từ C6 cho tới C9. Thì chúng ta muốn trồng chậu nào cũng được. Nếu mà trồng chậu nhỏ thì cái cây nó lâu lớn mà nó bị giới hạn chiều cao. Còn nếu mà trồng đất thì nó có thể cao 4-5m ha. Phần nó lớn hơn. Cây này, mấy cây này thì cần ánh nắng. Có cây mẫu tử thì chúng ta có thể trồng trong mát. Cây chậu không? Chậu à. Thì cây này trồng rất là dễ, tuổi thọ cũng cao, mấy chục năm. Xin chia sẻ một vài hình ảnh video clip ha. Sắp tới đây mình sẽ chia sẻ một số cây kiển nó có thể ở một số công viên, khu vườn nào đó chúng ta cùng theo dõi ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ha, like, subscribe cho mình nhé. Xin chào.